khán giả, chào bà con đang theo dõi bản tin 365 ngày chuyển động. Ban biên tập liên tục cập nhật thị trường nông sản trong những ngày giáp Tết với những nông sản biến động mạnh, giúp cho bà con kịp thời nắm bắt được giá cả để định hướng sản xuất. Đặc biệt là cảm nhận không khí mùa xuân đang về trên các vùng biển qua ghi nhận thực tế của cộng tác viên chương trình. Thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay là gì? Mời bà con cùng điểm qua. Người dân Đà Lạt, Lâm Đồng đổ xô đặt mua hoa quả độc lạ để chơi Tết. Thị trường nông sản sôi động. Heo hoa Tết sẽ hút hàng do thị trường giá heo hơi mỗi vụ chênh lệch, sản lượng heo thịt không đồng đều. Trong khi hiếm hoa qua đào chơi Tết về Hậu Giang, thì tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, việc trồng hoa đào trở thành nghề kiếm tiền khá cao, nhất là dịp Tết. Thưa quý khán giả và bà con, xoài là loại trái cây dùng để chưng mâm ngũ quả ngày Tết. Năm nay, thị trường xoài những ngày giáp Tết biến động trái chiều ở nhiều địa phương. Theo phóng viên 365 ngày chuyển động thông tin, giá xoài ở Sóc Trăng giảm thấp, khó tìm thương lái đến thu mua. Các tỉnh Nam Trung Bộ thì xoài bị trụng hoa không đậu trái, thất thu. Dự báo là giá xoài Tết năm nay chắc chắn sẽ tăng cao do nông dân không có hàng để bán. Thời điểm này, giá xoài tại tỉnh Đồng Tháp đã tăng mạnh. Giá xoài đang duy trì ở mức cao, nhiều nhà vườn trồng xoài nghịch vụ ở Đồng Tháp rất là phấn khởi. Hiện xoài cát Hòa Lộc loại 1 bao trái có trọng lượng trên 300 gram đang được thương lái thu mua ở mức từ 50 đến 55 ngàn đồng một ký. Xoài cát Chu loại 1 có giá từ 20 đến 22 ngàn đồng một ký, cao hơn 3 tháng trước khoảng 10 ngàn đồng một ký. Ngoài ra, do thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh nên xoài Đài Loan bao vàng cũng có giá cao khoảng 40 ngàn đồng một ký, cao gấp đôi so với xoài Đài Loan bao trắng. Năng suất mỗi hecta xoài của vụ này đạt 10 tấn. Với giá bán như hiện tại, nhà vườn thu lời khoảng 120 đến 150 triệu đồng một hecta. Đồng Tháp là thủ phủ xoài của khu vực đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 9.000 hecta trong tổng số 84.500 hecta xoài của cả nước. Mỗi năm tỉnh đạt sản lượng khoảng 95.000 tấn xoài, trong khi cả nước sản lượng gần 930.000 tấn một năm. Xoài của Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc và Mỹ, vì vậy chất lượng vượt trội hơn so với các vùng khác. Đặc biệt là nhà vườn sản xuất có liên kết nên giá sẽ ít biến động. Nhìn chung giá heo hơi tại miền Nam và Tây Nguyên vẫn cao nhất cả nước và vẫn còn những địa phương giữ được ở mức trên 50.000 đồng một ký, với giao dịch toàn miền dao động trong khoảng 47 đến 52.000 đồng một ký. Hiện nay giá heo hơi tại Lâm Đồng là 52.000 đồng một ký. Trong khi giá heo hơi tại khu vực miền Bắc đang giao dịch trong khoảng là từ 43 cho đến 48.000 đồng một ký. Và trái ngược với miền Bắc là khu vực miền Trung khi mà giá heo hơi tại đây khá là ảm đạm. Đến cuối tuần, giá heo hơi tại Hà Tĩnh đang có mức thấp nhất từ 37.000 đồng một ký. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ thì giá heo hơi từ mức 40.000 cho đến 47.000 đồng một ký. Tết tới đây, thịt heo là một trong số thực phẩm tươi sống hút hàng. Thời gian qua, giá heo thịt và heo giống tăng vút. Thị trường heo hơi có nhiều sự biến động, có thời điểm thì không tới 20.000 đồng một ký, nhưng có khi lại nhảy vọt lên tới hơn 50.000 đồng một ký. Và diễn biến này khiến cho người chăn nuôi heo không khỏi hoang mang, nhưng để gỡ gạc được lỗ lã trước đó thì nhiều người đã mạnh dạn tái đàn trở lại đón giá Tết. Nhưng mà giá heo Tết có thực sự khiến cho người chăn nuôi có lời hay không? Chị Quỳnh Loan có cập nhật thông tin nào từ các hộ chăn nuôi hay không? Dân như có tìm hiểu thì tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang thì có đến 80% lượng thịt heo tiêu thụ trên địa bàn là từ các tỉnh thành khác chứ không phải là của huyện này. Điều này cho thấy việc tái đàn diễn ra không đồng đều, có thể tăng cung hoặc là dư cung cục bộ vào cao điểm. Và vì sao lại xảy ra tình trạng này? Phóng viên của chương trình đã có ghi nhận thực tế sau đây. 13 con heo con này là của bà Phạm Thị Phương Dung, đã được hàng xóm đặt cọc từ khi vừa mới đẻ. Chuồng trống hơn phân nửa nhưng bà không để nuôi vì giá mỗi con heo giống khoảng 6kg đã lên đến 1.200.000 đồng. Nếu như bán mỗi con có lời hơn 500.000 đồng, tính ra lời hơn nuôi heo thịt mà cũng đỡ sợ thị trường bấp bênh. Do heo con hút hàng nên hiện nay bà con chỉ có heo sữa để bán chứ heo lứa chừng 20kg là không có. Giá heo con lên cao là do lúc này người dân ở một số nơi có ý định tái đàn trở lại. Trong khi đó, số lượng hộ nuôi heo nái thì không có nhiều. Chính vì vậy, muốn mua heo con số lượng lớn, người dân phải đi gom ở nhiều nơi khác nhau. Không chỉ có heo nái mà heo hơi hiện nay cũng không có nhiều. Mặc dù giá heo ổn định trong một thời gian dài nhưng người dân chăn nuôi nhỏ lẻ chưa mạnh dạn tái đàn, mà chỉ có ở các trang trại là duy trì nuôi số lượng lớn. Thêm vào đó, trong khoảng 2 tháng gần đây, giá heo hơi đã giảm hơn 7.000 đồng một ký, chỉ còn khoảng 46 đến 48.000 đồng một ký, khiến cho bà con càng thêm hoang mang.
Hiện tổng đàn heo trong tỉnh Hậu Giang có khoảng 150.000 con, giảm hơn năm rồi khoảng 15%. Với số lượng heo như hiện nay thì dịp Tết sắp tới sẽ khá là hút hàng, giá cả sẽ có chiều hướng tăng nhẹ nhưng mà không có đáng kể. Còn giá heo tại Lâm Đồng thì vẫn giữ ở mức cao nên thúc đẩy việc tái đàn của bà con nông dân. Tổng đàn heo trên địa bàn của Lâm Đồng là gần 460.200 con, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tỉnh này cũng đầu tư cho đàn bò thịt phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Đàn bò thịt trên địa bàn của Lâm Đồng hiện nay là gần 86.300 con, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Người chăn nuôi lại đang lo ngại chưa dám đầu tư phát triển đàn. Nguyên nhân được ngành chức năng cho biết như sau. Từ đầu năm đến nay, giá bò thịt tiếp tục giảm mạnh, làm cho người chăn nuôi bò có tâm lý lo ngại, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển. Vì thế, số lượng đàn bò thịt sẽ không đạt theo kế hoạch đề ra. Hơn nữa, đầu ra cho sản phẩm bò thịt đang gặp nhiều khó khăn. Khối lượng bò thịt và chất lượng thịt bò còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở giết mổ tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, nên chưa thâm nhập được thị trường này. Chất lượng con giống được cải thiện và nâng lên rõ rệt, tỷ lệ đàn bò lai đạt 67% tổng đàn. Trong năm qua, Lâm Đồng đã hỗ trợ tăng cơ học 160 con bò cái sinh sản, 3.000 liều tinh bò zebu. Thưa quý khán giả, Tết Kỷ Hợi đã cận kề, bao nhiêu là món hàng độc lạ cũng đã ra mắt khách hàng. Và công đoạn còn lại coi như là nhà vườn phải chạy nước rút để có những sản phẩm đẹp nhất và cạnh tranh. Năm nào thì cũng vậy, những giống hoa, cây kiểng và cây ăn trái độc lạ thì luôn trong tình trạng cháy hàng. Và khách hàng đôi khi phải tranh thủ đặt hàng trước thì mới có được sản phẩm. Như lúc này, tại một số vườn trồng các giống hoa lạ và cây độc ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, khách hàng đã tìm đến đặt mua đến 70% sản lượng. Vậy năm nay tỉnh Lâm Đồng có những sản phẩm độc lạ nào mà lại thu hút khách hàng đến như vậy? Mời bà con cùng xem thông tin cụ thể sau đây. Đến ngày 11 tháng 1, khách hàng đã đặt mua hơn 70% trong số 1.000 chậu cây độc, dưa hấu tí hon, pepino tại một trang trại ở Đà Lạt. Giá bán tại vườn khoảng 150.000 đồng một chậu. Đây là giống dưa Nam Mỹ, quả hình oval lạ mắt với trọng lượng chỉ có từ 200 đến 300 gram. Vỏ màu vàng kem, sọc tím hoặc tím sọc đen rất đẹp mắt, vị ngọt thanh và thơm như dưa lưới, dưa lê. Bên cạnh bán trái thì nhà vườn còn cho vào chậu rất công phu. Về hoa, năm nay loại hoa lạ mang tên Hạnh Phúc có xuất xứ từ Hà Lan với những đóa hoa xinh xắn chỉ bé bằng hạt tấm kết nối với nhau thành chùm sum suê. Hoa có nhiều màu, tím nhạt, trắng tinh khôi, hồng phai, hồng cánh sen, vừa có thể dùng làm hoa chậu, vừa có thể cắt cành để trang trí cho các lãng hoa, tiểu cảnh hoa. Mỗi chậu hoa Hạnh Phúc với giá khoảng 100.000 đồng. Nếu như hoa mai được xem là biểu tượng mùa xuân ở miền Nam thì những cành đào rực rỡ như thế này báo hiệu mùa xuân đang đến ở khu vực miền Bắc. Hai loại hoa đều mang những ý nghĩa là bình an, tài lộc, nhưng mà phát triển ở những vùng khí hậu khác nhau. Hoa đào thì phù hợp với vùng miền Bắc nơi có khí hậu lạnh, còn những năm qua thì bà con ở cả hai miền Nam Bắc đều có thể tìm cho mình những cành mai và cành đào ngay chính tại địa phương của mình. Vậy thì làm sao để cho hai loại hoa này có thể thích nghi được với kiểu khí hậu vốn không quen thuộc với mình? Không biết anh Minh Thiện thì sao, chứ riêng bản thân của tôi thì rất là tò mò, muốn biết xem là nhà vườn đã thuần hóa những loại cây này như thế nào. Và phóng viên của chương trình cũng đã có ghi nhận thực tế để giải đáp thắc mắc này của bà con và quý khán giả. Gần 30 chậu đào Nhật Tân này được chị Lương Thị Tố đem từ Hà Nội về Hậu Giang vào hơn 1 năm trước. Lúc đó, đào chỉ là những cành nhỏ. Sau 1 năm chăm sóc, những hoa đào đầu tiên đã bắt đầu nở. Vốn dĩ là thành viên trong hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành. Chị Tố đã vận dụng kinh nghiệm và có những thay đổi để thuần đào ở nơi có điều kiện tự nhiên nắng nóng như Hậu Giang. Chị cho biết tỷ lệ đào chết khoảng 20-30 do ban đầu không thích nghi với khí hậu. Tuy nhiên, chị đã thay đổi cách chăm sóc bằng việc cung cấp nước mỗi ngày một lần, giữ độ ẩm trong bầu cây cả ngày để đào phát triển. Ngoài ra, để xử lý đào ra hoa, mỗi công đoạn đặt lá đều hoàn tất vào giữa tháng 11 âm lịch và tiếp tục giữ độ ẩm. Theo đó, thời gian xử lý ra hoa đã trễ hơn miền Bắc nửa tháng do đây là thời tiết nắng nóng. Nhờ vậy, hiện những chậu đào của chị Tố đã nở nhụy và dự kiến hoa sẽ nở vào đúng thời điểm Tết Nguyên Đán. Do là một loại khá đặc biệt ở Hậu Giang nên giá bán của mỗi chậu lên đến 1 triệu đồng. Trồng đào trên đất miền Nam không phải hiếm, nhưng ít ai thành công bởi sự khác biệt về điều kiện khí hậu. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm, sự đam mê và kiên nhẫn, những cành đào này đã khoe sắc rực rỡ vào mùa xuân này cùng với hoa mai vàng ở Hậu Giang.
Khí hậu nóng ẩm ở Hậu Giang, hoa đào rất khó phát triển cũng như là sinh sôi, nên là không khí tại Lâm Đồng thì không quá khó để đào bung cánh. Nơi đây các hộ dân trồng hoa đào đã hình thành nên một làng nghề. Cuối năm cũng là thời điểm các hộ dân trồng đào ở huyện Lâm Hà tất bật chăm sóc vườn đào, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Từ lâu thì nghề trồng đào không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn giúp cho bà con thỏa mãn được niềm đam mê với một loài cây vốn rất là gần gũi gắn bó trong mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên 365 ngày chuyển động tại vườn đào ở Lâm Hà. Cũng như những năm trước đây, cứ đến cận kề Tết Nguyên Đán, gia đình anh Phạm Đức Tài ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà lại tất bật hơn với những công việc chăm sóc vườn đào của gia đình. Bởi theo anh Tài, đây là thời điểm quan trọng để chuẩn bị tiến hành bứng đào lên chậu và thực hiện các công đoạn tiếp theo nhằm giúp cây đào nở đúng dịp Tết. Mình thấy là ở dịp Tết nguồn đào thì chủ yếu là dân Bắc thì chưa nhiều hơn. Nhưng mà ở trong này họ có hai sự lựa chọn giữa mai và đào, thế nên là tùy theo mỗi nhà họ có thể lựa chọn riêng cho cái đầu Tết của mình. Nhưng mà về cái sản lượng đào mà ra của dịp Tết mình ấy, những cái nhà vườn như này thì đa số là cũng kín. Tại vì là họ thích đến tận vườn họ đánh cho nó tươi. Với cả nhìn thấy tận bông của mình nó khỏe cây hơn là đào du nhập từ ngoài Hà Nội vào. Không chỉ riêng vì gia đình anh Tài, nghề trồng đào Tết ở Lâm Hà từ lâu đã trở thành một nghề cho thu nhập khá cao và ổn định với nhiều hộ gia đình. Thống kê toàn huyện Lâm Hà hiện có hơn chục hộ trồng đào Tết, với mỗi hộ từ vài chục cây đến vài trăm cây. Ngoài các giống truyền thống có nguồn gốc từ làng đào Nhật Tân, Hà Nội như hồng đào, bích đào, còn có thêm các giống đào mới được cắt ghép từ cây đào Nhật Tân với các giống đào bản địa. Đây là những giống thị trường rất ưa chuộng bởi tỷ lệ cho hoa khá cao và màu sắc đẹp. Thực tế cho thấy trồng đào Tết không khó, tuy nhiên để đào sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt nở đúng dịp, đòi hỏi người trồng phải có kỹ thuật cao và sự đam mê đặc biệt đối với loại cây này. Theo một số hộ dân thì vào những thời điểm Tết, giá đào thế tại vườn trung bình dao động từ 1 đến 2 triệu đồng một chậu, đào cành từ 200 đến 250 ngàn đồng một cành. Bên cạnh đó còn có những gốc đào thất thốn tuổi thọ hàng chục năm tuổi, được uốn nắng, chăm sóc công phu, dành cho tầng lớp khá giả, có giá thuê hoặc bán từ 30 đến 40 triệu đồng. Cái nguồn gốc của cái đào này thì cái đào Nhật Tân, tức là cái giống gốc thì người ta mang từ Hà Nội vào. Chất lượng, là cái màu sắc của nó thì cũng mang cái dáng dấp, cái gốc của cây đào Nhật Tân. Thì nhân dân ở đây thì đối với cái đào này, trồng cái những cái hộ dân mà trồng cây đào á, đây là những cái mô hình mang cái giá trị kinh tế khá cao. Thì đối với địa phương chúng tôi cũng đang muốn là duy trì, tạo điều kiện hỗ trợ để cho các hộ trồng đào thành những cái mô hình tốt để nhân rộng ra trên khắp cái địa bàn thị trấn này. Với lợi thế của một vùng đất có truyền thống trồng đào từ làng đào Nhật Tân, Hà Nội chuyển vào, nghề trồng đào Tết ở Lâm Hà không chỉ góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân mà còn lưu giữ một nét đẹp truyền thống từ lâu đời trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Âm Minh Thiện này, tôi đã bắt đầu cảm nhận được không khí mùa xuân đang tràn về. Mai đào thì đua nhau khoe sắc, nhà nhà người người thì đua nhau từ Bắc chí Nam cũng rộn ràng bán hoa kiển, nông sản Tết. Nhìn chung thì giá cả năm nay cũng đều ổn định, giá cao, dự báo một mùa Tết vui cho bà con nông dân. Đúng vậy. Và chúng tôi cũng xin kính chúc bà con và các khán giả luôn mạnh khỏe, sản xuất thuận lợi, tiếp tục ủng hộ chương trình. Bởi vì chúng tôi sẽ luôn đồng hành mỗi ngày cùng với bà con và các khán giả. Nếu bà con nào có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm kiếm cây con giống mới, mô hình, hãy liên lạc với 365 ngày chuyển động qua địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.